Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần Sulander FV 4m25 độ cứng DX. Cái này nguyên bản còn bát cao các bạn. Bát Fuji. Nguyên bản đó. Các bạn đánh trục dù hợp lý. Các bạn đánh trục dù thì chuyển sang cần dòng D và C là hợp lý. Dài 4m25. Ngọn định vị quen đây các bạn. Đúng ngọn định vị. Quen đầu alo Fuji này các bạn. Nhìn chiếc Fuji đây. Chiếc Fuji đấy. Đường kính của đốt ngọn này là đây ạ. Vali. Kính vali. Còn này carbon ngọn xoắn này. Kính bị quen. Đây. Nắm mắt đều Fuji hết. Quen này. Chiếc Fuji trên thân quen này các bạn. Fuji thân quen gặp đây. Các bạn bên trong từng đốt một này. Đấy, đốt thứ hai đây bạn. Đốt thứ hai. Còn 80-90% ạ. Đấy mới định giá vậy thôi, các bạn nhìn ngoài chắc phải tầm 99%. Khá đẹp. Xước rất ít cả. Đây keo là tẩy được tí nữa. Cái này chắc là mồi dính luôn thôi các bạn. Vừa về được 1-2 cây. Made in Indonesia. Đó, tem và cái chuôi này hơi xước tí này. Đó. Không vấn đề gì. Chuôi này không ảnh hưởng gì. Quan trọng vấn đề cần đây xước loại này một chút. Đó. Trọng lượng của cần đấy các bạn. Cần cho bạn trọng lượng. Chiều dài thu gọn. Chiều dài thu gọn là 1m2 các bạn. Vừa rồi Hải đang vệ sinh để giới thiệu các bạn cần Sulander FVDX. Chiều dài 4m25. Của Shimano sản xuất. Hải đang vệ sinh chào gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang vệ sinh.